Video hướng dẫn học chữ Hán N3, video số 20. Ở video số 20 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 8 chữ Hán tiếp theo trong cấp độ N3 ở tuần số 3 liên quan đến chủ đề Scout. Và cụ thể hơn đó là ngày số 6 với đề tài về kê tai đen hoa, điện thoại di động. Kê tai đen hoa thì sẽ có những từ gì liên quan nhỉ? Đó có thể là từ được kết nối này, rồi được tiếp tục được duy trì này, từ hiển thị này, chế độ quay lại này, hoàn tất cuộc gọi hay là việc mà đăng ký. Thì đó là các chữ Hán gì nhỉ? Đó là chữ tiếp, tục, thị, lệ, hoàn, liễu, đăng và lục. Rồi chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu các chữ Hán ngày hôm nay nhé. Đó là chữ đầu tiên, chữ trực. Trực này trong từ trực tiếp là kết nối trực tiếp đó. Thì kết nối trực tiếp thì sẽ có bộ thủ ngoại, và ở trên là lập, ở trên dưới là nữ. Thủ lập nữ là trực tiếp, setsu. Setsu zoku, trực tiếp, setsu zoku. Men setsu là diện tiếp, đó là phỏng vấn, men setsu. Setsuru là sự liên kết, sự kết nối, sự tiếp xúc, setsuru. Setsuru kết nối này có thể là bạn kết nối về mặt là máy móc, thiết bị, dây điện tử, hay là khi mà chúng ta tiếp xúc với ai đó và cảm nhận được vấn đề gì đó mà chúng ta cũng gọi là setsuru. Tiếp theo là tsugu. Tsugu là ghép hoặc là nối. Tsugu, tsukimasu. Settai suru, thiết đãi đúng không ạ? Đó là tiếp đãi, chiêu đãi ai đó. Settai suru. Sekkin suru, tiếp cận, tới gần. Sekkin suru. Tiếp theo là chữ tục. Tục ở đây có nghĩa là trong từ tiếp tục. Tục này thì có bộ mịch. Và tiếp theo ở đây là cái việc gì nhỉ? Bán đúng không ạ? Urimasu đó. Đó là hai chữ Hán ghép lại với nhau, tiếp tục bán hàng. Đó là chữ tục. Zoku, tsuzuku, tsuzukeru. Setsuzoku đó là sự trực tiếp. Setsuzoku. Tsuzuku đó là ga tsuzukimasu, là tự động từ liên tục tiếp theo. O tsuzukemasu đó là tiếp tục duy trì, đây là tha động từ tsuzukemasu. Tsuzuki là danh từ chỉ sự tiếp tục, sự tiếp diễn. Ví dụ như trong bộ phim và vẫn còn ghi là tsuzuki có nghĩa là vẫn còn phần tiếp theo. Tiếp theo là chữ thị. Thị này có nghĩa là hiển thị. Thị này thì có bộ nhất ở trên đúng không ạ? Sau đó là đinh và hai dấu phẩy ở hai bên. Đọc là shi hoặc ji, shimesu. Hyoji, biểu thị, hiển thị, hyoji. Shimesu, biểu hiện, chỉ ra, cho thấy. Shimesu, shimeshimasu. Shiji là chỉ thị, hướng dẫn, shiji. Jidan là sự hòa giải, jidan. Chữ tiếp theo là chữ lệ. Lệ này nghĩa là quay lại gì đó. Lệ là hồi hương, quay lại đúng không ạ? Là đó chữ nhất. Nhất, sau đó là cửa, đúng không ạ? Và cuối cùng là đại, quay lại. Chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ thấy một cánh cửa rất lớn. Re, đọc là re hoặc mororu, morosu. Mororu là tự động từ mororimasu, quay lại. Chủ động quay lại, trả lại, hồi phục lại. Morosu, moroshimasu, đó là việc quay lại, hoàn trả, làm chậm lại. Đây là tha động từ. Tiếp theo là chữ hoàn. Hoàn này trong nghĩa là hoàn thành. Hoàn này thì có phần đầu đúng không ạ? Hoàn này có bộ miên nhất và ở phần dưới là giống như chữ nguyên, quay lại đúng không? Quay lại là bờ đó. Đọc là kan. Kan ryo, hoàn và liệu, nghĩa là hoàn thành, kết thúc. Kanzen, hoàn toàn, viên mãn, toàn bộ. Kanzen. Kanpeki là sự hoàn thiện, sự toàn vẹn, sự trọn vẹn. Kansesuru là sự hoàn thành. Kansesuru, hoàn thành việc gì đó. Chữ liễu. Liễu đây là kể kết thúc, được gọi là bộ liễu đúng không ạ? Liễu, gần giống bộ tử một chút. Liễu. Liokai, liokai suru, đó là hiểu rõ một vấn đề gì đó. Khi mà giám đốc hòa bảo với bạn rằng là ngày mai nhá, đi họp là bắt đầu từ 8 giờ nhá, bạn nói là dạ vâng em hiểu rồi ạ, thì khi ấy là liokai shimashita. Shuryo đó là kết thúc. Shuryo. Ryosho suru, ryosho suru đó là chấp nhận, công nhận. Tiếp theo là chữ đăng. Đăng này trong nghĩa là đăng ký, hoặc là trong mà việc mà khi mà leo núi đó thì cũng dùng là đăng. Đăng đọc là thô, thô hoặc là noboru. Ở dưới này thì bạn thấy giống như cái bộ mà đậu hũ đó đúng không ạ? Đựng mame đó, đựng đậu đó. Ở trên này thì giống như trong một phần của chữ pháp. Đó, thì đấy chính là chữ đăng. Thoroku là đăng ký, sự đăng ký. Động từ sẽ thêm suru, đằng sau là thoroku suru. Thoroku. Thôzan, thôzan là chữ đăng và chữ sơn, nghĩa là việc leo núi. Thôzan, thôzan suru. Noboru là leo núi. Noboru, noborimasu. Toko suru là đi học.
đây lại đăng với chữ hiệu đúng không ạ? Bởi vì các trường ở Nhật thì thường là ở trên đồi, trên núi nhiều, cho nên nên là cái việc mà bạn leo núi lên, leo lên núi để đi học ấy, thì được gọi là tokosuru. Chữ lục này thì mang nghĩa là gì nhỉ? Lục này trong từ mà ghi âm này hay là ghi hình nó thì roku, chữ lục này đọc là lục nhưng mà có bộ kim, kim ở bên tay trái, không phải midori đâu ạ. Đây là bộ kim ở bên tay trái và đọc là lục. Kiroku, rokon và rokuga, rokuga suru. Ví dụ như việc mà mình cứ đang quay video như thế này thì cũng được gọi là rokuga suru. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu 8 chữ Hán trong chủ đề về ketai denwa. Đó là gì nhỉ? Setsuzoku, liên tục liên tiếp. Hay là từ hyoji, từ hiển thị. Hay từ mororu, morosu, quay trở lại. Kanryo, hoàn thành kết thúc. Kanse, kanpeki, ryokai, đúng không ạ? Ví dụ shuryo, đó chính là những chữ Hán liên quan đến chữ ryo này. Hay là từ tozan, noboru, toroku, đúng không ạ? Hay từ rokuon, rokuga hay kiroku. Thì đó là các từ liên quan đến 8 chữ Hán mà hôm nay chúng ta vừa tìm hiểu. Các bạn hãy lấy giấy bút ra ghi lại các chữ Hán này và các từ đi kèm để kiểm tra xem mình đã nhớ được chưa nhé. Còn nếu mà chưa nhớ thì chúng ta hãy xem lại video này một lần nữa. Còn đến đây thì video hướng dẫn học chữ Hán, video số 20 của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học Tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến Học Tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。